tổng hợp những món ăn đặc sắc ẩm thực Dubai. Đến với Dubai, du khách không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp xa hoa, sang trọng và chắc chắn không thể bỏ qua những món ăn ngon hấp dẫn nhất ở Dubai. Ẩm thực Dubai chính là sự pha trộn hài hòa và tinh tế từ nhiều nền văn hóa ẩm thực của các nước khác nhau. Đi tour du lịch Dubai, nên nếm thử những món ăn ngon nổi tiếng nào là điều mà nhiều du khách quan tâm. Mời bạn cùng Bonby Vlog khám phá những món đặc sản Dubai nhất định không thể bỏ qua khi đến với đất nước giàu có này. 1. Quả đét. Đầu tiên phải kể đến quả mang hương vị tình yêu của Dubai, đó là quả đét, hay còn gọi là quả trà là. Quả này có màu hồng tím, có vị ngọt, tính mát. Trái đét chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Vào những ngày ăn chay, người Dubai theo đạo Hồi sẽ dùng quả đét như lương thực chính. Hương vị ngọt mát được hòa lẫn với hương vị chan chát của những tách trà và đăng đắng của cà phê. 2. Sago Machien. Đi tour du lịch Dubai và dạo chơi trên những con phố cổ Dubai, không khó để tìm thấy món ăn đường phố ở Dubai, Sago Machien. Sago Ma được bắt nguồn từ đất nước Pakistan, sở hữu hương vị vô cùng độc đáo và thơm ngon. Đây là món gà cuốn tròn như một chiếc chả giò, rồi đem chiên nóng trong dầu ăn, cùng với rau củ quả muối, cà ri, sốt mayonnaise, một món ăn mang hương vị truyền thống Dubai. 3. Chè lau kebab. Chè lau kebab cũng là một trong những niềm tự hào của nền ẩm thực Dubai. Đặc biệt, những ai ưa chuộng món kebab thì càng phải thử chè lau kebab một lần khi đặt chân đến Dubai. Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo của các nguyên liệu như gạo basmati, thịt nướng, bơ, nghệ tây cùng một vài gia vị khác. Chè lau kebab đã trở thành một món ăn nổi tiếng Dubai đối với cả người dân ở đây, cũng như khách du lịch nước ngoài, bởi hương vị thơm ngon, khác lạ của nó. 4. Aimak Boss. Aimak Boss chính là một trong những món ăn nổi tiếng nhất trong nền ẩm thực Dubai. Vị giác của du khách chắc chắn sẽ được đánh thức mạnh mẽ với món đặc sản Dubai có tên Aimak Boss. Món ăn là sự kết hợp vô cùng hài hòa giữa rất nhiều loại gia vị đặc trưng với gạo, chanh khô, muối, thịt. Rất nhiều du khách, đặc biệt là những vị khách sành ăn, lại rất thích kết hợp giữa Aimak Boss kèm với salad và sữa chua raita, tạo nên thứ hương vị đặc trưng vô cùng quyến rũ. 5. Lạc đà nhồi thịt. Một trong những món ăn xa xỉ của người dân Dubai chính là lạc đà nhồi thịt. Nguyên liệu chính của món ngon này là một con cá, một con gà, con cừu non và con lạc đà. Đầu bếp Dubai sẽ nhét con cá vào trong một con gà, nhét con gà vào bụng của con cừu và nhét con cừu vào trong con lạc đà. Sau đó thêm hương liệu, gia vị, nấm, gạo. Con lạc đà sau đó sẽ được khiêng, bỏ lên một hầm lửa than hồng rực nóng. 6. Co USA Mili Ampesi. Co USA Mili Ampesi là một món ăn vô cùng quen thuộc đối với người dân Dubai. Món ăn cũng rất được lòng khách du lịch đến với tiểu vương quốc này. Co USA Mili Ampesi được chế biến từ nguyên liệu chính là bí hoặc zucchini nổi cơm bên trong và ăn kèm cùng với dưa chuột, ớt xanh, nghệ tây. 7. Kelace. Kelace thực chất rất đơn giản, là một chiếc bánh mì nướng trên than, được ăn kèm cùng với phô mai. Đây là một món ăn nhẹ vô cùng hấp dẫn và rất được lòng những khách du lịch nước ngoài đến với Dubai. Cả ngày khám phá Dubai mệt nhoài, du khách hãy nhớ thưởng thức một chiếc kelace để tranh thủ lấp đầy cái bụng đói của mình và nạp lại năng lượng, tiếp tục hành trình khám phá của mình nhé. Đây là món ăn nổi tiếng trong văn hóa ẩm thực Dubai, du khách đừng nên bỏ qua khi đến với tiểu vương quốc này. 8. Tea Star Ox. Tea Star Ox là món ăn Dubai nổi tiếng và xuất hiện trong thực đơn của tất cả các nhà hàng lớn nhỏ ở Dubai. Đây là món gà truyền thống của ẩm thực vùng Trung Đông, cùng gần giống như những món kebab truyền thống khác. Nhưng Tea Star Ox lại có hương vị đặc biệt hơn nếu ăn cùng bánh mì kẹp. Ngoài ra, Tea Star Ox cũng là món ăn ở Dubai có giá cả bình dân nhất. 9. Nap E. Danh hiệu nữ hoàng món ăn trắng miệng Ả Rập được dành cho món Nap E. Đây là một loại bánh ngọt được làm từ phô mai, thêm chút siro thơm hương hoa hồng, quả hồ chăn xay nhỏ rắc đều lên trên bề mặt bánh. Bánh Nap E có hương vị vô cùng thơm ngon, ngọt ngào làm sao xuyến bất kỳ ai từng nếm thử. Du khách đừng nên bỏ qua món ăn độc đáo này khi đi tour du lịch Dubai. 10. Chocolate Dubai. Một tour du lịch đi Dubai không thể thiếu một món đặc sản mang tên chocolate. Món ngon này không chỉ là một món ăn, mà còn là biểu tượng của ẩm thực Dubai.
và còn là biểu trưng của tình yêu đôi lứa, cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn không thể nào quên. So với mặt bằng chi phí sinh hoạt tại Dubai, thì giá của loại chocolate này không quá đắt đỏ. Điểm đặc biệt làm nên món ngon Dubai nằm ở phần hạnh nhân mùi béo và hương vị giòn rụm không thể trộn lẫn. 11. Khan Ferro As. Được làm từ bột mì, trứng, đường, men, thảo quả, nghệ tây và nước hoa hồng. Khan Ferro As là món ngon Dubai được dùng kèm với trà và cà phê. Khan Ferro As rất dễ ăn và không hề tạo cảm giác ngấy như những món bánh khác. Ẩm thực ở Dubai rất ngon và đa dạng, do đó du khách không cần lo lắng về vấn đề hợp khẩu vị đâu nhé. Ẩm thực ở Dubai sẽ chinh phục chính những thực khách khó tính nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. 12. Lu Quai Mát. Lu Quai Mát là một trong những món đặc sản tráng miệng phổ biến nhất của người dân Hồi giáo. Đây là những chiếc bánh bao chiên nhỏ xinh được chế biến từ bơ, sữa, đường, bột mì, thảo quả, nghệ tây. Thoạt nhìn Lu Quai Mát rất giống với món bánh rán Việt Nam. Và du khách có thể dễ dàng tìm thấy bánh rán đặc trưng này ở khắp mọi con phố ở Dubai với giá rất mềm thôi nhé. 13. Manous He. Manous He là một loại bánh pizza địa phương rất được lòng người dân nơi đây cũng như các khách du lịch. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho một bữa ăn sáng ngon miệng. Phần vỏ bánh có độ giòn vừa đủ chứa đầy các loại topping hấp dẫn như phô mai akagui mặn, thảo mộc dây ata đất và dầu ô liu, tạo nên một hương vị đặc trưng kích thích mọi vị giác khiến du khách không thể nào cầm lòng. Hương vị mứt ngọt và thịt cừu băm nhỏ là hai loại được du khách chọn lựa nhiều nhất. 14. Trứng cá muối hoàng đế. Món ăn mới nghe tên thôi cũng thấy được vẻ sang trọng và sự đắt đỏ của món ăn nổi tiếng này. Món ăn chỉ dành cho những vị hoàng đế khi xưa, nên nếu có cơ hội và điều kiện, nhất định bạn hãy nếm thử hương vị trứng cá muối khi tham gia chuyến đi nhé. Món ăn với nguyên liệu là trứng cá được lấy từ cá tầm trắng, với hương vị kích thích nhiều giác quan từ vị béo, mặn mặn, cho tới độ tan nhanh trong miệng, chắc chắn món ăn này sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho bạn trên hành trình khám phá trọn vẹn Dubai. Trên đây là tổng hợp những món ăn đặc sản nổi danh nơi này, mà nhất định bạn không nên bỏ lỡ nếu có dịp đến với mảnh đất Trung Đông giàu có này. Hy vọng sẽ giúp du khách giải đáp thắc mắc đi Dubai ăn món gì, và có những trải nghiệm tuyệt vời về nền ẩm thực Dubai, cũng như một chuyến đi thật trọn vẹn và ý nghĩa. Đừng quên subscribe cũng như like và share video này để ủng hộ kênh Bonbi Blog các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau nhé.